Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người giấc rầy. Ôi giờ cười rầy, những vườn cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn không vui. Tôi nghe cha pi chờ thấy nao lòng một giấc mơ. Ôi cha pi. Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Về trắng nhạt nhòa quanh đời, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy. Rừng cây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Ai yêu tự do, những rừng cây lên núi nghe tiếng đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chờ thấy bao lòng. Vô cái đã. Hay quá. Chúc mừng ca sĩ. Em hả? Nhạc trưởng mừng ca sĩ. Nhạc trưởng. Quá sướng nha nè. Hàng trưởng. Chỗ này. Vô. 2, 3. 100% nha. Chọn khu nha. Cái máy nào? Giống làm bài với thi miệt vườn vậy đó. Vô ơi. Khóa sứa nhà nàng, bấm. À đấy, bạn nào cho bác sĩ. Khóa sứa nhà nàng. Hết. À đêm đêm người mùi hôi nách của. Sao đi? Khóa sứa nhà nàng. Từ đây, từ lên đủ đúng rồi. Nó không ra được đúng không? Nó bị gì? Cái nào cái lối mà lụt nước ta? Cái lối lụt nước là làm gì? Để em hát á. Em lấy chữ thôi mà bắt cho đàn mà. Nó bị
bị gắn cái đó này nè. Bởi vậy tôi kêu là lấy cái đàn guitar mà có cái dây luôn á. Cái đây hú nè, kê đây hú nè. Đó. Không chịu không nổi. Sao kê đây hú ta? Không từ nó ra kia kìa. Đây đây, mình mượn mấy trăm mượn nữa. Để quay nó lại một tí xíu. Đâu quay lại. Ăn. Chú đang còn mì này. Nó cho qua bên kia luôn, xoay qua bên kia luôn đi. Tại vì nếu không tôi phải đi cạnh nó đó. Miro đâu ạ? Rồi ok, rồi. Alo. Ok. Đây. Chị kêu. Đây đấy. Đây kêu. Đây. Tắt nguồn đó hả? Thôi được. Nhiều chương trình quá, dài quá. Chương trình không còn thời gian. Chẳng kêu á, chẳng kêu gì á. Nó đàn hàng á, em đang mê cái này nhưng mà không biết đánh luôn á. Em mua cái đàn mà đánh được. Tập cái gì đâu. Không phải có năng khiếu à. Vô cái nghe chờ này. Vô cả tiếp nữa đi mà lấy đà đi. Lấy đà. Em xin phép anh cầu cho em làm hết cái này đó nha. Dạ, dạ. Anh à. Mình nó nguyên lắm. Sao bờ cameraman đâu ạ? Đâu rồi? Đâu rồi? Em là phải kê lên cái đùi em mới lấy được âm thanh chuẩn. Đây 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 đây. Dạ nó biết vậy đem cái đàn nghe coi cái gì. Thấy tội nghiệp không? Đây cái mít thì nó là cái lửa cái giữa à. Cái lửa đây à. Số 3 tên là Bác Trương, Bác Phương lên Bác Trương, Bác Phương, Trương, Phương, Cầu. Chị ơi, thứ tự quan trọng là sao? Nhớ nhất cho ai? Tụi em, tụi em. Bác Trương. Đồng hết đi, chạc ra. Rồi. Kiến lửa đến giữa. Kiến lửa đâu ạ? Ba tên là gì em? Báo Hồng. Gì? Báo Hồng đâu ạ? Báo Hồng đâu ạ? Ông Vàng đâu ạ? Ông Vàng đâu ạ? Kiến lửa đâu ạ? Báo Hồng đâu ạ? Bây giờ nhóm nào nói lớn nhất nhóm mới thắng nha. Ok. Có hỏi cái tin báo đời đâu ạ? Đó rồi. Giờ giây phút quan trọng đúng không ạ? Chúng ta thì gọi là miss friend á thì chúng ta hay dùng với từ nhau là miss friend đúng không ạ? Và những lúc như vậy á thì nó rất là căng thẳng. Ủa, ví dụ ban giám khảo nói chuyện á, thí sinh có ồn ào gì không? Đây 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 đây. Rồi khi là thí sinh im lặng á thì ban giám khảo mới không hiểu. Em đang chờ công bố kết quả nè. Rồi, khi nào mà các bạn thật sự im lặng á, chúng ta sẽ bắt đầu. Nhạc nó phải phù hợp với nó đạt. Thực ra trên tay của Kiều á, nó có ba cái bao thư đem từ Sài Gòn ra cả nhà. Trong đây thì không biết tiền có đủ hay không, Kiều không biết. Chú có đếm lại. Nhưng mà nghe nè, thực ra chúng ta gắn bó với nhau. Ôi hai bạn này tâm sự lớn quá à. Thật ra thì chúng ta gắn bó với nhau đúng một tháng từ ngày chúng ta kick off ở tại Bến Tre 17 tháng 4 2023. 17 tháng 4 sao?
16 tháng 4 rồi, sau đó chúng ta đi ngày hôm nay là đúng 1 tháng 3 ngày đúng không ạ? Trừ những ngày chúng ta nghỉ lễ, coi như chúng ta học gần 1 tháng với nhau. 1 tháng khi mà Kiều đọc được bài thu hoạch của mọi người á, Kiều biết rằng á là mọi người á đều có những cái bài rất là giống nhau. Chứng tỏ mọi người học bài rất là giống nhau. Và mọi người viết rất giống nhau. Và nét chữ thì hơi khác nhau chút thôi. Rồi, đó là về bài thu hoạch. Thật ra đọc thì hồi trưa cũng buồn ngủ lắm, nhưng mà ráng ngồi chờ phòng thì cũng đọc được gần hết bài của tất cả bạn. Thì thấy được một điều rằng là suy cho cùng thì tất cả chúng ta đều có những cái bài học giá trị đúng không ạ? Tích cực. Và chỉ cần sau cái khóa học đó chúng ta nhận được tích cực là được rồi. Và chúng ta nhịn nhau một điều nữa. Ủa xin mời cái nhóm nhậu này im lặng chút được không anh chị? Dạ, gia đình em đang trên đây xíu. Dạ. Và khi mà chúng ta đi Bến Tre, chúng ta có một cái tiết mục đó là gì ạ? Rồi tới luôn đúng không ạ? Lát nữa chúng ta sẽ nhảy vào tiết mục đó với team ông Hoàng. Quá tuyệt vời. Các bạn hãy chơi cùng ông Hoàng chạy bước tay à. Rồi ông Hoàng xong chưa? Chiến thắng chưa? Chiến thắng. Rồi chiến thắng, quá tuyệt vời. Tiếp theo có một team mà ban giám đốc đã quyết định chọn team đó sẽ là team đứng nhất về sự chuẩn bị và chuẩn bị và tốt nhất. Đó là câu chuyện vở kịch Tấm Cám đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Của Kiến Hoa. Quá tuyệt vời các bạn. Rồi. Cái thứ này là rồi. Không sao hết. Cái đó mới là dòng loại đầu tiên. Đúng rồi. Dòng loại thứ hai là gì ạ? Nhớ không ạ? Chơi. Chơi giờ chơi. Đúng rồi. Chơi giờ chơi thì thật sự á là kiến lửa. Trời ơi. Kiến lửa vô đình, kiến lửa vô đình. Chơi giờ chơi là tất nghĩa là trò chơi nào chúng ta cũng lại. Đem nào nhỉ? Và chúng ta không có phân chia đội gì hết trơn á. Cứ leo lên là chơi, leo lên là chơi chung à. Cho nên á hả? Lúc mà mọi người đu qua cái cây á, hồi tối hôm qua còn coi cái đó lại mà còn cười mình á, không biết mọi người cười gì. Đu cái dây, đu qua té cái bịch rớt ra nước. Không biết ai thắng ai thua hết trơn, giờ nhóm nào cũng nhào hết trơn á. Nên là ra. Về trò chơi á là chúng ta bằng nhau, được chưa? Tại vì team spa không có đi. Rồi, nãy mình bỏ qua. Tiếp theo, phần thứ hai đó là phi thể chất đúng không ạ? Thể chất đúng không ạ? Là gì ạ? Chạy mấy cây? 5 km. Đứng nhất là ai? Anh Lực. Bác sĩ Lực đến từ team ông ơi. Rồi, nhưng mà chúng ta nói một chút về số lượng tham gia đúng không ạ? Spa tham gia bao nhiêu ạ? 8 người. Kiến lửa tham gia bao nhiêu ạ? 7 người. Dạ 9 người. 7 người. Ông bạn tham gia bao nhiêu bất lực? 12 người. 9 người. Rồi. Mấy mình sao nồi bộ lũng củng quá. 9 người. Em báo chị 9 người đi, em nói 9 người. Em báo chị 9 người mà đi 9 người đâu. 9 người. Rồi. Nói tóm lại dòng thi chúng ta á, ai cho rằng mình đã vượt qua chính mình? Giơ tay lên. Đúng, chính xác. Coi mình là vượt qua chính mình. Cho dù chúng ta không đạt 5 km nhưng chúng ta vượt qua chính mình, đó là chúng ta chiến thắng. Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Thật ra nói nãy giờ cũng chưa biết ai đứng nhất cái trường á. Hiếu đi có một vòng mà. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có một giải thưởng tượng trưng để tối nay chúng ta sẽ quẩy cả đêm luôn. Cho nên xin phép mời anh Trương, tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trương, xin mời anh lên trao giải. Xin mời tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trương lên trao giải. Xin mời anh bác sĩ chuyên khoa 1 anh Nguyễn Huy Cầu lên trao giải ạ. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Phương lên trao giải cho ba đội chiến thắng ạ. Quá dữ. Nhưng mà có một điều là bài thu hoạch đó. Cuối cùng nha, nói rất nghiêm túc, bài thu hoạch đó có một cái team làm bài thu hoạch rất tuyệt vời và có rất nhiều cảm nhận sâu sắc. Và ban giám đốc đã đánh giá rất là tốt. Dạ. Kiến lửa chính xác.
tuyệt vời, team của anh á, cho nên anh tặng, xin mời anh. Cho nên team Kiến Lửa sẽ được Tiến Sĩ Trơn trao giải nhất nhì cho team Kiến Lửa. Giải nhì được vàng ông Vàng. Xin mời bác sĩ Phương trao giải nhì cho ông Vàng ạ. Bác sĩ Lực ạ. Dạ. Và giải ba, một giải của ông Vàng chút xíu xíu thôi. Xin mời bắt đầu trao giải cho team Spa. Nghe rõ gì? Báo hồng. Không có báo trời. Có cho mình, có cho mình, đứng yên. Rồi vô, bây giờ chụp hình cho mình, vô xin mời. Ủa dạ. Ban tổ chức của chương trình học gì này, giống đáp anh gì này, đứng không không gì nè. Rồi, ngồi xuống, nhanh. Vô. Ngồi xuống. Rồi, chụp hình nha cả nhà. Tìm. Nên dồn lần vô, dồn lần. Cười lên cả nhà ơi. Ok. Rồi, xong. Rồi. Thực ra tiền nó cũng xem nhau, các bạn có coi vậy. Trên lần nhiều chưa. Đi gian nhau à, cho nên đừng có gì buồn. Không sao đâu. Mỗi đội hơn nhau. Rồi, mỗi đội hơn nhau 50 ngàn rồi xuống mất xuống. Mỗi đội hơn nhau 50 ngàn mới xuống liền. Mỗi đội hơn nhau 50 ngàn thôi. Không gì buồn hết. 5 triệu hả? Sao? Ê, đúng chưa? Tiền chưa đến mấy em. Ai miếng danh thưởng á thì ngoài kia nó có bên em thắng 2. À có 3 phần thi bên em thắng 2. Nó có khoảng 3. 7, bên em sẽ thắng 2 được. Nó có khoảng 3. Đều thắng, đều gắn kết là bên em bên kia ta thắng. Còn cái team bên em thắng giải nhất chạy. Bài bài thi thu hoạch bên đó thắng. Có 3 vòng thi thôi. Không, ý là người ta chưa đếm suy nghĩ được uống bia nhiều quá. Ừ, ông bạn. Rồi bây giờ hát bài tới rồi tới luôn không hay sao? Có. Mấy con. Không. Hãy chơi là chính mà. Giờ rồi tự nhiên là phải đóng tấm cán. Đúng rồi. Còn cái đóng tấm cào. À cho đóng thành nữa, cho đóng thành nữa mới chịu. Cái này là không giống nhau rồi. Cái thằng hồi nãy nó tỉnh hát nó chạy bò chạy rồi hả? Chạy rồi. Bây giờ là đi dơ giống mùi hả? Em hát. Bài gì vậy? Không sao đâu con. Cái gì đó có người từ lâu nhớ thương biển đó là bài gì vậy? Biển cạn. Đùa biển cạn. Biển cạn hả? Biển cạn. Nói mà cạn. Rồi chị hát đi. Biển cạn đúng không? Biển cạn đúng không? Chờ xíu nha, chị hát xong bài này rồi tới Đạt hát nha. Mày á, mày chạy trốn rồi sao mày? Tao không có thích đâu nha. Nhớ thương biển cạn. Có người từ lâu nhớ thương. Ủa anh móc đàn thôi anh cũng phải sợt lời nữa hả? Không thì cũng phải để có ai kiểm tra chứ đâu. Từ từ em cứ thích đi. Dạ. Bác Trơn hả? Bác Trơn uống cãi ra bác Trơn á. Rồi anh vô đi anh uống đi. Chị chơi đây. Tên là Phương. Phương à. Tiến sĩ Phương. Tiến sĩ Mai Phương. Đúng rồi dư dân vậy chị. Trời cái thằng này ngồi kế bên là ba tiến sĩ. Oh my god. Trời ơi. Ủa anh chỉ có 2 cũng tương đương tiến sĩ được gì nữa. Chỉ có 2 cũng là tiến sĩ mà. Quá vinh dự luôn. Ngày xưa biến xa
biển che, cùng em biển ta ngàn năm nỗi đau hoa kiếp mây ngàn cô đơn biển cả. Có người hẹn tôi cuối phương trời, biển xưa lắng nghe chẳng xa đôi niềm, biển không lên tiếng nơi tôi gió bé trước những gót cao biển tràn nỗi đau. Tình em quá đắng sống cũng mơ tàng, đời tôi đánh con trai sống xu nào nè, sống chưa ai ông không về sống em bên và ngay trên đời biển thăm thắm không ngàn lần với tôi cùng ta biển che, cùng em biển ta ngàn năm nỗi đau hoa kiếp mây